Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay bonsai đi vượng lại xuống thăm vườn của em An này. Vừa rồi thì em cũng bán lột vườn rồi quý vị ạ. Và em cũng đã sưu tầm được một số những cây rất đẹp mới đem về để giới thiệu với quý vị khán giả yêu cây trên cả nước để được giao lưu cùng với anh em. Thì đây là một cái cây xanh, nó hoàn thiện rồi. Chất liệu nó xanh gì đây em? Quê anh ạ. Ồ, một cái chất liệu xanh quê mà rằm nó dày quá. Bonsai đi vượng cứ nhìn thấy lá đẹp, dăm đẹp này, cứ nghĩ nó làm điền cơ. Để lên đá. Nói chung là tất cả cái dòng xanh quê em lựa chọn là đều là những cái dòng xanh quê mà chắc lá đẹp và khỏe dầm. Bởi vì nếu mà mùa xanh quê mà lá xấu và dầm yếu ấy, làm chăm sóc là rất là vất vả anh ạ. Cái dòng này thì là ok rồi, sẵn chơi rồi, nó được tuyển chọn rồi. Giờ qua mắt em An tuyển chọn thì nó cũng là quá ổn rồi. Hôm nay em cũng nói đúng rồi, em là người kinh doanh ấy, thế này em chăm cây rất là kém, em chăm không được khéo rồi nhỉ, nên nhiều khi là nếu mà mình mua cái dòng khó tính quá là nó hay hỏng lắm. Đúng rồi. Cho nên bây giờ cũng đã tuyển chọn những cái dòng mà nó, nếu xanh quê chất liệu, cái quan trọng nhất là cái chất liệu đấy. Bởi vì xanh quê nó rất là kén cái, bởi vì nó rất là khó làm, nếu như gặp những cây lá to này, thưa dăm này, thân nhẵn này thì không bao giờ làm được cây cảnh đâu. Mà những cây cảnh nghệ thuật thì nó xanh quê thì nó rất là bền vững đấy. Thế nhưng nó là cái quan trọng nhất, đó là cái chọn về cái chất liệu. Thì đây là cái những cây mà em An cũng đã là lựa chọn về chất liệu, và cái cây này đến bây giờ thì nó cũng hoàn thiện, nó đạt được tất cả những cái tiêu chí rồi, cho nên anh em rất là yên tâm khi lựa chọn những cái sản phẩm như thế này. Đến gần để các bạn quan sát thân pháp này, từ cái tạo tác tiểu cảnh lên đá này. Nhưng phải nói thực sự xanh quê mà lên đá thì cái bộ rễ nó ôm đá đẹp đẹp thôi rồi nhỉ, nó ôm chặt mà nó rít, nó nhỏ, bộ rễ nó nhuyễn. Nói Còn làm chung điền thì là nó cứ bị nhiều của cái rễ to, nó bị ít thưa rễ như là rễ to. nó thô hơn là Ừ. quê anh ạ. Thành quê nếu mà lên đá thì đẹp hơn làm điền rất nhiều, nếu riêng với bộ bộ rễ và bộ đá của nó. Đây, còn lên thân pháp đó. Còn này thì được cả hai mặt anh ạ. Nói chung là mặt nào được. Đấy, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vị nhìn kỹ cái này. Đó chính là trang trí ở phía dưới, thì cái mặt này là mặt sau đấy chứ nhỉ. Thế nhưng cái bông tán ở trên lại rất đẹp nhá. Không, nói chung là cái này nếu mà theo cá nhân em thì em lại nói mặt này là mặt phải nha, À. bởi vì em thấy cái thân cái ngọn với cả nó nói chung là bây giờ mỗi người mỗi ý. Nhiều lộ ra những cái đường đẹp hơn, rõ ràng hơn nhỉ, mạch nào. Nhưng mà nói cái người chủ trước ấy là chơi mặt kia thì thực ra là một bên 8 một bên 10 anh Nói chung hai bên nó đều đẹp nhỉ. kẻ 8 lựa lạng người nửa con chả biết là bên nào. Có những cái chính thế hay đấy, cái cây mà nó đẹp cả hai mặt thì mình chơi được hai mặt tiền thì nó sướng, chứ còn nhiều khi có cây nó chỉ chơi được có một mặt thôi, có một mặt này rất là lỗi. Với những cây mà chơi được hai mặt thì cái giá trị nó lại ngon hơn. Nhưng mà chán mặt bên đây xoay mặt bên kia gọi Ừ, xem chơi cả hai mặt. Đấy, cây bây giờ anh em làm cũng toàn phải, nếu mà cây có hai mặt tiền thì phải làm hai mặt tiền đều đẹp, còn những cây bóng dáng làng tròn tròn thì phải tứ diện đều đẹp cơ. nói chung là bây giờ người ta không quan trọng theo lối theo gì nữa mà là cứ đẹp là được. Đúng rồi, cứ mở ra được cả góc chơi, Cứ đẹp góc là được. nào đứng nhìn cũng đẹp là sướng đúng Vâng. Cái nơi em đang giao lưu giá là 85 triệu anh. không? 85 triệu cái này. Em nghĩ là một cái giá cũng là hợp lý. Còn đương nhiên là mỗi người mỗi ý. Người Ừ. thì bảo cho tôi không nói, chứ đừng nói là phải mua. À, những anh em mà không yêu cây, không chơi cây thì bảo mình điên đi rồi, những cái anh em yêu cây thì thích lắm, sẵn sàng, ai cũng vậy thôi mà. Ừ. Vâng, và tiếp theo lại là một tác phẩm cây xanh chất liệu, nó sẽ gì em? Xanh quê anh Xanh quê, ạ. thế những cái này giả thế nhỉ? Cái cây này nó nếu mà nói về cái sự vất vả khi mà mua nó là em thấy nó vất vả nhất đấy. Thế à? Bởi vì em mua nó tận trong Bình Định mà Ừ. nó là 17 ngày đi rong ruổi ở trong miền Nam, xong rồi về Bình Định là triển lãm đấy. À. Lúc ở triển lãm ấy thì ở trong đấy ít xanh,
nhưng mà em nhìn con này em kết lắm anh ạ. À. Em kết đến mức độ mà em đứng đằng sau cây đi, đứng sau. Cái mức độ mà mình không đi để xem người khác được mà chỉ có trực trực mà tìm chủ. Tại vì này không treo số điện thoại. À, đợi một được để mua đấy. Cứ đứng ở cái dàn hàng đấy xong bắt đầu hỏi từng người bảo thế cái này của ai, xong cứ gặp chủ mới mua được. À. Chắc là kết cái độ già này nhỉ, độ mịn đúng không? Thật ra để nói là đúng rồi này. Mình là người chơi sành mình thích ấy. Thế vào đấy nó không có sành thì thành ra là cái này nó là nhớt trong ấy. Về đến nhà thì nó lại nhiều đối thủ, nó lại thành bình thường rồi. Về đây nhiều cái đẹp là cạnh tranh nhau nhỉ. Vâng, thực ra đó... ở vườn em ấy, cái đẹp thì nó thành bình thường, nó nhiều quá mà. Nó nhiều quá, nó nhảm này. Về nhà có một vài cái đẹp lắm. Ra đường gặp một cô gái đẹp cái thì thấy đẹp quá. Đứng với một gian họ thì nó lại cũng bình thường đúng không? Ví như con người. Cái này em đang giao lưu giá là 52 triệu nhá. 52 triệu. Một cái đồ mịn tít. Những anh em phố cổ Hà Nội rất thích những cái đồ này nhỉ. Họ chơi kỹ, chơi đồ già, đồ chất, cốt chậu lâu năm. Cái này đấy, nhưng cái này thì đúng là lại theo kiểu hai chiều anh nhá. Đấy, chiều này cũng là đẹp mà chiều bên này cũng đẹp này. Nhưng quan trọng là nó già anh ạ. Già, già, thực sự. Nó già. Già mà khô cây. Bé bé này. À, đợt này em ăn lại giao lưu cả những cây hoa kìa. Hàng hoa cây mộc nhỉ. Bắt đầu đến mùa hoa mộc này. Mộc hương. Nhiều anh em thích mộc hương. Không, em thấy cái mộc rất là đáng để chơi nhỉ. Xem cái bộ bệ rễ nó đẹp đúng không? Vâng, em khai thác cái bệ này là nó đẹp. Nó đẹp nó được tứ diện anh ạ. Đúng là người chơi cây cảnh khác đi tìm cây hoa cũng phải bệ đẹp. Cầu kỳ. Còn những anh em chơi thường thường cũng chả để ý đâu, nhưng mà đúng là người chơi cây cảnh thì lại để ý đến cái bộ bệ. Gốc bệ cái gì phải đẹp. Thực tế là để mà kiếm cái mộc và cái móng nó đều rồi mà nó lại chảy ra nó phải đơn giản đâu anh. Vất vả phết đấy. Đúng chuyên môn cây cảnh. Xong thu. Hôm rồi nó cao phết đấy, em cắt một phát rồi đấy. Phát rồi. À để cho bóng nó tròn đúng không? Sau hết nó mua ở đây em sẽ cắt cái này này. À cho nó co cô lại. Theo kiểu đúng theo kiểu bonsai trong chậu không? À. Cái này nó dài nhỉ, mà cái dáng của nó, cái quan trọng của nó là cái dáng, bởi vì cái mộc nó nhiều rồi, mình bắt đầu mình phải chơi những cái mà có tí cái dáng bonsai mà nó đẹp. Còn vành sát gốc là 35 ạ. Vành trên là bao nhiêu? 25. Vành sát gốc này. Thân gốc là 35. Vâng. Thân chỗ đây thì nó là cây hai thân rồi nhỉ. Thân thì độ mười mấy phân. Thân là 12. 12. Cây hai thân. À, cái giống mộc là người ta hay quan tâm đến vành lắm, em phải nói một thân này xem. Một thân đây là 17 anh ạ. À 17, thế nó hai thân nó tương đối to đấy nhỉ, đều đều nhau. Tức là sau cái thân, tại vì em mới vào mộc ấy. Em mới vào một vài cây thôi. Nhưng mà em nghĩ là mình cũng nên có một hai cây trong nhà bởi hoa nó thơm lắm. Đây là mộc ta đây, gai gai đây này. Nhìn cái biết ngay mộc ta, nhìn nó khô một cây. Mộc ta, mộc tàu ấy thì nó thực ra là em cũng chưa đủ trình độ nhận xét, nhưng mà mộc tàu ấy thì họ thì cái già đó ấy. Nhìn cái anh biết ngay, anh thì thạo về mộc, cái nhìn cái anh biết ngay. Già nó trơn lắm. Mộc này mộc ta 100%. Vâng. Như cái này em đang giao lưu giá là 26 triệu nhá. 26 triệu. Vâng. Rồi ok em. 26 triệu một mộc. Đây này là bắt đầu. Đây là một cái mộc mà lại được em lại làm thành cái lấm đây rồi nhỉ. Như cái ô đấy. Đó, như cái ô anh ạ. Cái này được cái thoát thân nhỉ. Đó, được cái thoát thân thẳng này. Đo cái thoát thân được bao nhiêu? Thoát thân được 68. 68, đo vành cho anh cả xem được vành bao nhiêu. Vành vành gốc 24 con vành thân. Vành thân ở trên đây. Ở đó phần giữa đấy. Là 18 anh ạ. 18. Ừ. Cái mộc này thì em giao lưu 15 triệu này. 15 triệu. Ừ. Cái chỗ này 3 triệu này. À, cái chỗ tàu ở Đồng Nai đấy. Chỗ Đồng Nai. À, Đồng Nai chỗ. Mà nó to. Chỗ Đồng Nai to.
Chậu kích cỡ chậu bao nhiêu? Chậu 60 lận lòng. 60 lận lòng. Ừ. Đấy, cái này lại rẻ hơn cây kia bởi vì cái chân bệ nó lại không có cái đẹp được như cây kia đúng không? À, thực ra thì bây giờ ở trên thị trường là rất là nhiều các cái mộc mà kiểu tàn thiền nhìn các thứ ấy. Ừ. Thì em thấy nhiều người muốn trừ nhưng mà nó còn tròn. Rồi. Thế mình cũng có thể thu nhỏ lại. Kiểu làm bonsai nhỉ? Bonsai, vâng. Làm như cái lọng. Vâng. Và xem cái cây mộc nào ra già đấy. À, có. À, đây em An lại muốn giới thiệu một cây mộc rất già này. Vâng. Cái này thì nó được cái tuổi lâu năm này. Vâng. Những cái đô già bao giờ nó cũng quý đấy các bạn ạ. Nhìn đô già cái nó khác hẳn đấy. Ừ. Nhìn cái dăm nó dày rụt cái thân. Cái thân nó gai xong rồi nó cảm giác nó khô gỗ ấy. Ừ. Nó không có cái cảm giác mập mạp. Mà nhìn nó gai mà nó héo nó già ấy. Mà mộc mà anh sao cái bộ dăm mộc này là em thấy bảo thế cũng gỗ là căng rồi đấy. Anh ạ. Bộ dăm này là căng rồi đấy. Được cái nó cũng thành cái tán đào rồi nhỉ, à. Tròn bông tròn tán rồi. Rồi sẵn cái là ra hoa em, chơi. Em không biết là tiêu chí của anh em chơi mộc như thế nào nhưng mà quan điểm em chơi thì nó cứ là đẹp mắt mình thì đẹp mắt người. Cảm nhìn là ưng mắt đúng không? Để chơi nhưng cái mà, cảnh mãi rồi. Nhưng mà em thấy nhá, mà ở đó, mọi người cứ bảo là bảy thì đóng tay bảy bảy điểm một chỗ ấy. Thì em thấy nó xấu làm gì đẹp đâu. Tại vì nó đóng như thế làm gì có tí cái thoát theo kiểu nhìn vào nó không nghệ thuật đấy. Đây cái này là ba thân đúng không? Ừ. Ba thân thì nó chia. Đó, nó chia trên dưới. Thì nó phải loạt nhau hay thế nào nó hiểu nhiều đóng tay canh ấy chứ mà cứ đều nhau thì. Em đo cho anh cái vành gốc của nó cái xem nào. Vâng. Cái cây này thì em mộ nhiều tiền anh ơi. Chả biết là có phải là lại lỗ vốn không? Được, cứ đo cái vành gốc. Vành để là 36 anh. Vành gốc là 36. Và vành đời ra vành thân chứ chẳng phải gốc, gốc phải tính cái gốc phải tận không không rồi. Đấy là thành thân lên rồi, gốc cứ phân đo là phân là chuẩn nhất. Thế cho phân cao nha. Đấy, cứ phân ý ra đúng rồi. Phân là 34 này. 34 được rồi. Đó, thế thôi. Còn cái phần dưới là bệ dễ. Cái cây này là em đang sao được 42 triệu nhá. 42 triệu. Vâng, nó vì nó già. Các em cứ đứng cạnh này được rồi. Đấy, một cái mộc như này. Cái chậu này là chậu 70 anh ạ, 70 vuông. Ừ, chậu 70 vuông. Rồi đang bệ nó là ký đá rồi. Đấy, để bệ thì nãy cũng đo vành gốc rồi các bạn chắc lắm được cái kích thước. Đây là về tổng bóng đây. Thực ra là em để mà nói là kinh doanh cây xanh nó vẫn là chủ đạo. Ừ. Nhưng mà mình đam mê cây cảnh thì mình muốn là có cái này cái kia. Nào cứ thấy cái gì đẹp đẹp là mua về đúng không? Vâng. Ừ, chia sẻ với anh em. Rồi ok nhé, có gì thì các bạn liên hệ với em An qua số điện thoại Bonsai Đinh Vượng đặt ở tiêu đề. Bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.